Chào mừng các em đến kênh Khải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dẫn các em khóa học tự nhiên 7 sách cánh diều. Trong lúc xem bài giảng, Khải Liêm nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Khải Liêm đã hay thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ bài số 9 sự truyền âm. Học xong bài này em có thể thực hiện được thí nghiệm tạo sóng âm như là gậy đàn, gõ vào thanh kim loại để chứng tỏ sóng âm có thể truyền được trong chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí. Chứ hai và mình có thể giải thích được sự truyền âm trong không khí, sự truyền sóng âm trong không khí. Giờ chứ hai mình sẽ câu hỏi đầu bài. Tiếng chim hót, tiếng cười, tiếng đàn, tiếng hát là những âm thanh. Âm thanh cung cấp thông tin về các sự kiện diễn ra xung quanh chúng ta. Âm thanh còn được gọi là âm hay gọi là sóng âm truyền đi như thế nào? Như vậy các em nhớ là sự dao động của nguồn sự dao động của nguồn âm đã làm lan truyền sự nén dạng không khí, tức là lan truyền âm từ nguồn âm ra xung quanh chúng đó đến tai của chúng ta, tai chúng ta cảm nhận được thanh, đúng không? Như vậy câu hỏi này các em trả lời như sao? Như vậy sự dao động của nguồn âm đã làm lan truyền sự nén dạng không khí, tức là làm lan truyền âm từ nguồn âm ra xung quanh nó, đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ phần một là mạ sự truyền âm trong không khí, một nhỏ tạo sóng âm. Khi ta gõ trống, gãy đàn hay dùng búa cao su đập nhẹ vào một nhánh của âm kho, hình số 9.1, người ở gần đó có thể nghe được âm do trống đàn hay âm kho phát ra, và phát ra âm thanh người ta gọi là nguồn âm. Khi phát ra âm thanh thì mình thấy là mặt trống, dây đàn hoặc các nhánh của âm kho đều rung động. Hình 9.2 là hình ảnh ví dụ về sự rung động của các nhánh âm kho, dây đàn khi phát ra âm thanh. Như ở đây mình sẽ có mặt trống này, dây đàn hoặc là một cái âm kho. Đây cái này người ta gọi là âm kho nhé. Khi ta sử dụng búa cao su là tác dụng âm kho thì mình thấy là cái âm kho nó sẽ rung động, sẽ tạo thành các dao động, đúng không? Và sẽ là các dao động nó sẽ phát ra âm thanh, đúng không? Khi dây đàn người ta gảy lên thì nó sẽ có sự dao động như thế này, đúng không? Để phát ra âm thanh. Như âm thanh phát ra do một quạt dao động, đúng không? Và âm thanh đó sẽ được truyền trong không khí đến tai chúng ta. Như mình thấy là cái âm kho này, mình thấy là vị trí U1, U2 gọi là vị trí đứng yên hay còn gọi là vị trí cân bằng. Vì U1, U2 là vị trí đứng yên cũng là vị trí cân bằng của các nhánh âm kho. Khi dao động, khi rung động thì nhánh âm kho liên tục chuyển động qua lại hai bên vị trí cân bằng. Đúng không? Người ta gọi sự rung động chuyển động qua lại vị trí cân bằng trong rung động của mặt trống, dây đàn và nhóm khoan người ta gọi là dao động. Như vậy rung động mà qua lại một vị trí cân bằng thì người ta gọi là dao động nhé. Các ví dụ kể trên và rất nhiều hiện tượng khác đã chứng tỏ là sóng âm phát ra một quạt dao động có thể truyền qua không khí đến tai của người nghe. Giờ ở đây mình sẽ câu hỏi một viên bi được treo ở đầu sợi dây nhẹ dao động như là hình 9.3, vị trí cân bằng của viên bi là vị trí nào? Thì mình sẽ qua có viên bi đây. Như vậy nếu mình kéo lên đây mình hạ tay thì nó sẽ dao động qua lại. Thì vị trí cân bằng chính là vị trí A, đúng không? Như vậy câu hỏi này sẽ kem trả lời như sao? Như vậy, A chính là vị trí cân bằng của viên bi. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài gì? Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần số 2 sự truyền âm trong không khí. Mình sẽ dùng búa cao su đập nhẹ vào một nhánh của âm kho, âm thanh phát ra truyền qua không khí đến tai người nghe. Hình 9.4 là minh họa sự truyền âm thanh do âm kho dao động phát ra trong không khí. Khi âm kho dao động, cả hai nhánh của âm kho luân phiên cùng di chuyển lại gần và ra xa nhau. Khi di chuyển ra xa nhau thì mỗi nhánh âm kho đẩy lớp không khí ở mặt bên ngoài của chúng làm cho lớp không khí đó bị nén. Lớp không khí giữa chúng sẽ bị giãn ra như hình 9.4A. Mình quan sát hình 9.4 khi A thì mình thấy đây là hình minh họa sự nén dạng không khí
khi âm khôi dao động. Bên đây là hình A, bên đây là hình B. Như vậy nếu mà hai nhánh âm khôi đẩy ra ngoài thì đây là giãn, bên ngoài sẽ là nén. Còn ngược lại hai âm khôi cụm vào nhau thì mình thấy là lớp không khí ở giữa sẽ là nén và bên ngoài sẽ là giãn. Như vậy là khi di chuyển lại gần nhau, hai nhánh âm khôi sẽ làm giãn không khí ở bên ngoài và lớp không khí ở giữa chúng sẽ bị nén lại như hình B. Như vậy âm khôi dao động đã truyền sự nén dạng không khí, tức là truyền âm sóng âm ra xung quanh, ra không qua ra xung quanh. Hình 9.5 là một mô hình minh họa. Như mình thấy là âm khôi dao động thì nó sẽ đưa ra, đẩy ra bên ngoài các dạng không khí nén dạng liên tục nhau như vậy. Đúng nè. Như vậy hình 9.5 là minh họa sự nén dạng không khí được truyền đi khi âm khôi dao động. Giờ ở đây mình sẽ có câu hỏi. Em có biết, ở đây mình sẽ có phần em có biết. Chúng ta nghe được tiếng động xung quanh vì sóng âm có truyền qua không khí đến tai là màng nhĩ dao động. Dao động này được truyền tới bộ phận trong tai tạo ra các tín hiệu truyền lên não giúp ta nhận được, cảm nhận được âm thanh. Màng nhĩ dao động với biên độ càng lớn ta nghe âm càng to. Khi âm truyền đến tai có độ to quá lớn có thể làm khủng màng nhĩ. Vì vậy trong nhiều trường hợp cần có biện pháp bảo vệ tai. Vì vậy, nếu mà chúng ta cảm thấy là âm thanh quá to đi vào một vùng nào đó mà âm thanh quá to thì chúng ta tìm cách bảo vệ tai của chúng ta, có thể có sử dụng mình sẽ bịt tai, có thể là sử dụng bông gòn để nhét tạm thời chúng ta để bảo vệ cái màng nhĩ của mình nha. Mình nhớ là màng nhĩ của mình cũng khá mong manh, nếu mà âm thanh quá to nó có thể làm khủng rách màng nhĩ của chúng ta, đúng không? Thì đây là cấu tạo bên trong của tai của chúng ta. Thì ở đây mình sẽ có một cái màng nhĩ rất là mỏng ở đây. Đúng không? Giờ âm thanh sẽ truyền đến đây sẽ làm cho màng nhĩ rung động và sẽ truyền tín hiệu đến ốc tai, này gọi là ốc tai, sau đó truyền tín hiệu lên não của chúng ta. Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần hai la mã siêu truyền âm trong chất rắn và chất lỏng. Sóng âm truyền đi trong chất lỏng và chất rắn cũng như là tương tự như là trong không khí. Số 1 nhỏ truyền âm trong chất rắn để chứng tỏ là sóng âm truyền để chứng tỏ là sóng âm truyền được trong chất rắn, em có thể tiến hành thí nghiệm như hình 9.6. Sao mình sẽ quan sát thí nghiệm ở hình 9.6. Hai bạn đứng cách xa nhau khoảng 10 mét. Mỗi người cầm một cốc giấy hoặc là cốc nhựa, hai cốc này được nối nhau bằng sợi dây gắn với đáy cốc như hình 9.6. Như vậy ở đây mình phải để thực hiện thí nghiệm này mình sử dụng hai cái cốc nha, bằng giấy hoặc bằng nhựa đều được. Sử dụng một sợi dây, có thể sử dụng dây nào cũng được nha. Nếu mà có dây đồng thì càng tốt, nếu không mình có thể sử dụng dây ni lông cũng được. Thì dây đồng nó sẽ truyền âm tốt hơn so với sợi dây ni lông. Đúng này. Như vậy là mình sẽ nối hai cái cốc bằng một sợi dây dài khoảng 10 mét. Đầu tiên thì bạn A sẽ nối nhỏ, đây bạn A sẽ nối nhỏ nhưng mà không đưa cốc vào miệng của mình, và bạn B cũng không áp vào tai của mình thì chắc chắn là không nghe được nha, vì nó quá nhỏ. Sau đó bạn A sẽ nối nhỏ vào cốc và bạn B sẽ áp tai vào cốc bên đây thì mình sẽ nghe được tiếng nói của bạn bạn A chứng tỏ là sóng âm sẽ truyền được trong chất rắn và truyền sẽ tốt hơn so với không khí nha. Âm thanh sẽ truyền trong chất rắn sẽ tốt hơn so với không khí. Nên nói không có nói ở ngoài qua không khí không nghe, nói truyền qua chất rắn thì lại nghe. Đúng không? Chứng tỏ là sóng âm truyền được trong chất rắn và tốc độ truyền sẽ tốt hơn so với không khí. Như vậy là ở đây mình sẽ câu hỏi. Trong thí nghiệm ở hình 9.6 khi áp cốc vào tai mình, bạn B nghe được tiếng nói của bạn A. Âm đã truyền tai người bạn B như thế này. Như vậy câu số 2 các em trả lời như sau. Như vậy âm thanh truyền từ bạn A đến bạn B bằng hai cách. Có hai cách. Cách thứ nhất là qua sợi dây nối giữa hai cái cốc và qua phần không khí giữa hai bạn. Đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng nha.
Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần số 2, truyền âm trong chất lỏng. Để chứng tỏ là sóng âm được truyền trong chất lỏng, em sẽ tiến hành thí nghiệm như hình 9.7. Giờ mình sẽ quan sát hình 9.7 để thí nghiệm chứng tỏ âm thanh truyền trong chất lỏng. Thì để thực hiện thí nghiệm này mình sẽ làm như sau trước. Mình sẽ đặt đồng hồ có chuông đang reo và một hộp nhựa trong và đậy kính nắp đậy. Sau đó treo hộp lơ lửng trong một bình nước và mình sẽ tắng tai nghe tiếng chuông đồng hồ bắt chia. Được. Mặc dù là đồng hồ ở trong nước nhưng ta vẫn nghe được âm do đồng hồ phát ra, chứng tỏ âm đã truyền được trong chất lỏng. Đúng. Ở đây mình sẽ câu hỏi số 3, trong thí nghiệm ở hình 9.7 âm do đồng hồ phát ra đã truyền đến tai qua những môi trường nào? Thì mình thấy từ đồng hồ nó sẽ đi qua lớp một lớp không khí nằm bên trong này, tới đến chất lỏng, sau đó đến một cái chất rắn chính là cái hộp nhựa bên ngoài. Đúng này. Như vậy câu hỏi này các em trả lời như sau. Như vậy, âm từ đồng hồ phát ra đến tai lần lượt qua chất lỏng chính là nước, chất rắn chính là hành bình bằng thủy tinh và tiếp theo là đến không khí, sau đó mới đến tai. Được này. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài diễn nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần tìm hiểu khiêm. Tìm hiểu khiêm mình sẽ treo một đồng hồ có chuông chạy bằng pin cho một bình khí tinh kính, cho chuông đồng hồ kêu do dùng máy hút bơm hút dạng không khí ra khỏi bình. Khi không khí trong bình càng ít thì tiếng chuông nghe được càng nhỏ, đến khi bình gần như là hết không khí gọi là chân không thì gần như không nghe được tiếng chuông nữa. Do đó sau đó nếu trong không sau đó nếu mà cho không khí vào bình ta lại nghe được tiếng chuông. Kết quả này chứng tỏ điều gì? Như ở đây mình sẽ có một thí nghiệm là người ta sẽ cho một cái chuông, cho một cái đồng hồ có chuông báo thức vào đây bình này, sau đó người ta sẽ hút hút không khí ra hết. Như vậy là hết hút hết không khí thì còn lại là chân không nhé, gọi là chân không thì mình sẽ không nghe được, chứng tỏ là âm thanh không được truyền được trong chân không. Mình nhớ là chân không là không có gì hết nên nó sẽ không truyền được nha. Như vậy câu hỏi này các em trả lời sao? Như giờ khi thí nghiệm chứng tỏ là âm truyền được trong không khí nhưng không truyền được trong môi trường chân không, đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài diễn nha. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu hỏi phần hoạt động. Câu hỏi số 1 phần hoạt động. Hãy lấy ví dụ. Mình sẽ lấy một ví dụ chứng tỏ âm có thể truyền được cả trong chất khí, chất lỏng và chất rắn. Giờ như mình sẽ làm một trả lời câu số 1 này như sau. Ví dụ như là khi ta đang ở trên tàu đi khám hiểm trên biển vẫn nghe được tiếng của bầy cá heo dưới nước. Âm thanh từ bầy cá heo truyền đến tai lần lượt qua các môi trường chất lỏng chính là nước biển, chất rắn là vỏ bên ngoài con tàu và tiếp theo lớp lớp không khí giờ mới tay chúng ta, đúng không? Giờ trả lời xong câu số 1 mình sẽ qua tiếp câu số 2. Giờ tiếp theo là câu số 2, khi cái nhà du hành vũ trụ làm việc ở không gian bên ngoài vũ trụ chính là chân không. Mình nhớ là xung quanh ở ngoài vũ trụ chỉ là chân không thôi. Họ có nói chuyện với nhau bình thường như ở trên mặt đất hay không? Tại sao? Như vậy nếu mà làm việc bên ngoài không gian vũ trụ thì không có không khí thì chắc chắn là không nói chuyện bình thường được. Đúng này. Như vậy câu số 2 các em trả lời như sao? Khi các nhà du hành vũ trụ làm việc ở không gian bên ngoài tàu vũ trụ chính là chân không. Họ không thể nói chuyện với nhau bình thường như trên mặt đất vì môi trường bên ngoài và không gian là chân không. Như vậy có thể là em chưa biết là có sẽ có một thiết bị ghi âm nhỏ được lắp ở phía trong mũ của du hành, ghi lại giọng nói của phi hành gia rồi chuyển nó thành dạng sóng radio truyền sang mũ của người khác hoặc là truyền về trạm khu trái đất. Các máy bắt sóng và dịch sang dạng âm thanh hệt như là cách chúng ta nghe đài radio vậy.
Tuy nhiên đôi khi quyền chuyện sống gặp trục trặc khiến cho cách giao tiếp này bị vô hiệu. Để khắc phục tạm thời, các nhà phi hành gia đã sử dụng một cách giải pháp thay thế rất là đáng yêu, đó là chạm mũ vào nhau và sau đó nói chuyện bình thường. Đúng không? Giờ trả lời xong câu số 2, mình sẽ tiếp phần bài diễn. Giờ cuối cùng mình sẽ đến phần em có biết. Sóng âm lan truyền trong chất rắn nhanh hơn so với chất lỏng và trong chất khí. Trong các trận chiến thời xưa, việc áp tai xuống đất giúp các chiến binh có thể phát hiện được tiếng động do một đoàn quân đang di chuyển tạo ra. Sở dĩ như vậy là do truyền âm thanh truyền được qua mặt đất sẽ nhanh hơn truyền trong không khí. Rắn cảm nhận được các rung động trên mặt đất không qua xương hàm dưới của nó. Nhờ đó dao động truyền được đến tai của rắn cho phép nó phát hiện tiếng động do con mồi tạo ra khi di chuyển. Trong chất lỏng thì âm thanh truyền sẽ nhanh hơn và xa hơn so với chất khí. Cá voi lưng gù phát ra một chuỗi âm thanh được gọi là bài ca cá voi. Những âm thanh này có thể lan truyền hàng nghìn km dưới đáy biển, dưới đại dương, giúp chúng có thể giao tiếp với những con cá voi khác. Rất là xa, đúng không? Có thể là cả hàng nghìn km vẫn có thể giao tiếp được với nhau. Còn mình thấy là ở trong không khí mình nói chuyện với nhau là cách khá gần, mình mới nghe được, đúng không? Giờ tiếp theo là nội dung chính của bài học hôm nay. Âm sẽ truyền được trong chất rắn, chất lỏng và chất khí, không truyền được trong chân không nha. Sự dao động của nguồn âm sẽ đã làm lan truyền sự nén dạng không khí, tức là làm lan truyền âm từ nguồn âm phát ra xung quanh nào. Đúng rồi. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các thấy giảng gì thì bạn thích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em này chưa đăng ký kênh Hà Liêm thì kênh sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hà Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.